bạn có muốn khám phá một chiếc màn hình siêu mượt, siêu nhạy và siêu đã? Và ngay bây giờ đây, Thái Vân sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mang tên ViewSonic VX2479A HD Pro. Như các bạn có thể thấy đây, thì em màn hình này được thiết kế với viền siêu mỏng, nâng cấp không gian làm việc và chơi game cho chính bản thân bạn. Kích thước màn hình 24 inch, độ phân giải Full HD 1920x1080, tần số quét 240Hz, hỗ trợ AMD FreeSync, thời gian phản hồi 1ms. Như vậy, với tần số quét siêu mượt, tốc độ phản hồi nhanh như chớp, sản phẩm ViewSonic VX2479A HD Pro sẽ mang lại cho các bạn trải nghiệm chơi game đỉnh cao, nói không với hiện tượng xé hình hay là giật lag. Đặc biệt là trong các tựa game FPS thì sẽ mang lại cho các bạn trải nghiệm hình ảnh sắc nét và vô cùng mượt mà. Như các bạn có thể thấy, ở em màn hình này với tấm nền Super Clear IPS sẽ mang lại góc nhìn rộng, hoàn hảo hơn. Và đặc biệt với HDR10 sẽ mang hình ảnh lên một tầm cao mới, sống động hơn và sắc nét hơn. Một điểm nổi bật ở màn hình ViewSonic VX2479A HD Pro so với các sản phẩm cùng phân khúc đó chính là bảo vệ sức khỏe của chính bản thân bạn với công nghệ bảo vệ mắt Flicker Free và Blue Light Filter. Với công nghệ iProtect giúp giảm thiểu căng thẳng mắt, loại bỏ nhấp nháy màn hình và đặc biệt là giảm thiểu phát thải ánh sáng xanh gây hại đến mắt của bạn, thì chiếc màn hình này được xem là lựa chọn hoàn hảo cho những người sử dụng máy tính trong nhiều giờ liên tục. Màn hình ViewSonic VX2479A HD Pro được trang bị hai cổng HDMI 1.4 và một cổng DisplayPort vừa cung cấp băng thông lớn, vừa mang lại cho anh em khả năng kết nối mở rộng. Còn bây giờ, cùng mình trải nghiệm chơi những tựa game FPS trên chiếc màn hình này nhé. One enemy remaining. Drop in a smoke. Barrier created. You had your fun. My turn. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đến với Hacom để sở hữu cho bản thân mình chiếc màn hình hoàn hảo này nhé. Và đừng quên follow Hacom để biết thêm nhiều điều hay về công nghệ.